Ví số sao? Hơi đau nha, hình trắng. Nằm im nha. Những cái này ở trên trán hơi lì. Nặng hơi, cảm giác hơi đau móng rồi lì. Sao ở đây là nhất luôn nó nói gì đâu. Do lâu rồi mình không làm gì. Làm hoài thì khỏe rồi. Đẹp chưa? Một cười. Mụn mà đẹp nữa. Người coi nặng mụn là họ đam mê đó mình. Chỗ em coi miết luôn á. Mũ rồi chị em coi hết á. Coi là ngứa mặt đúng không? Coi là thèm nên nặng mụn. Coi đã. Em gửi chị bé chị hỏi chị. Dạ nãy chứ như mấy cái mặt mà máu mũ không chắc nặng sang chắc gì bọn em khỏi ăn cơm luôn rồi. Chưa giờ có nghề mà chị bình thường có gì đâu. Bình thường mà. Chụp thèm nặng nữa chứ họ ăn cơm chị. Nặng nặng được cũng đã chị Hy. Đam mê mà không nặng mới không ăn cơm được á, chơi nặng là ăn cơm ngon. Em ghiền nhất là mấy cái mụn mà có mũ ở dưới mà nặng đọc bọc và bọc Trời trời trời. Con này cũng 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 thuộc dạng kinh khủng rồi. Nhiều người họ gớm. đá gì Nhiều người bỏ ăn tay họ không là họ dừng kia đi. Gớm. nữa. Kia chắc để em mặc không gớm thích. Để em mặc lâu nay không gớm. Mà nặng ra rồi kêu gớm. Bước một mà lần một là đi mấy em chín chín thôi. Nói chung nặng tùy theo sức chịu đựng của em. Mấy cục ra xứ. Mấy cục này nè. Sẽ to. Nghe nhầm chị xí đâu nghe. Nhìn vào đây nữa. Vô làm ở trong rồi đó. Nhiều nhiều.
Cái này mới ngứa thôi chứ cái này nhiều mà. Đáng xíu. Đau rồi chị nè. Vẫn chưa. Em nói sao? Cái đứa nó nhiều lắm. Ở đây là một dãy. Mỗi lần chị để chị nhìn nhá. Lúc mua cũng 7 phút á Ly.
thôi mà cách ly ở nhà là